Xin kính chào quý vị và các bạn. Với giới chơi âm thanh, anh em chơi âm thanh, thì những cái dòng loa JBL đến bây giờ vẫn được đông đảo anh em rất là ưa chuộng. Thứ nhất về giá thành phù hợp, thứ hai về hình thức có thể dễ bày trí, dễ trang trí ở trong những căn phòng của chúng ta. Thứ ba là về mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại, nhiều mức giá để chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn chơi những cái mẫu loa nào cho nó phù hợp với tài chính, với nội thất, rồi với sở thích của chúng ta, và đặc biệt là với cái gu nhạc của chúng ta. Với anh em chơi audio thì cái thương hiệu JBL như là một cái đề tài mở, như là một cái bài toán để chúng ta có thể thực hiện nhiều cái phương án phối ghép, nhiều những cái phối ghép khác nhau để đưa ra mỗi cái chất âm, mỗi cái màu âm khác nhau. Và cái quan trọng nhất là vẫn để đáp ứng cái đôi tai của chúng ta, bởi vì chơi là chơi cho chính mình, chính mình là người bỏ tiền ra chơi thì phải phù hợp với chính đôi tai của chúng ta. Chính vì vậy những cái cặp loa JBL vẫn luôn được anh em ưa chuộng đến bây giờ, kể cả những cặp loa JB vintage đời cổ xa xưa hoặc những cặp loa JBL hiện đại bây giờ, nó vẫn luôn là một đề tài mở để chúng ta có thể thực hiện được nhiều phương án phối ghép khác nhau. Đơn cử như là bản thân em thôi, thì anh em có thể thấy là em phối ghép với rất nhiều các dạng âm ly khác nhau, như những cặp JBL 4312B Mk2 Control Monitor ở trước mặt chúng ta đây, thì em đã phối ghép với rất nhiều loại âm ly, mỗi âm ly cho ra một màu âm khác nhau. Ngay cả khi cùng một hãng thì việc phối ghép hai âm ly khác nhau cũng đưa ra hai chất âm khác nhau phù hợp với những thể loại nhạc riêng để phù hợp với từng tai của người nghe. Thì bây giờ em sẽ thực hiện phối ghép cặp loa JBL 4312B Control Monitor này với chiếc âm ly Marantz 1150. Marantz là một thương hiệu của Mỹ lâu đời, và đã được chuyển giao lại cho Nhật cũng rất lâu rồi, và bây giờ hầu hết thì đã được bán lại cho thương hiệu Đông Đông. Với những chiếc âm ly Marantz đời cổ có vỏ gỗ và mặt nhôm như những dòng 1150, 1250, PM8, PM4, PM5, PM6, thì đây là những cái dạng âm ly phổ thông mà rất nhiều anh em chơi. Thứ nhất về hình thức rất đẹp, thứ hai là về việc phối ghép thì cũng khá dễ dàng. Ngoài JBL thì còn có thể phối ghép được rất nhiều các dòng loa khác, ngay cả những dòng loa châu Âu hay những dòng loa Nhật đều có thể chơi tốt. Chất âm của chiếc âm ly Marantz 1150 này cho một cái lực đánh tốt, lan tỏa, ba dài, rất là bóc tách. Đặc biệt ở chiếc âm ly này thì có thể tùy chỉnh được ba dài âm bát, trung và chép. Đặc biệt hơn nữa là có thể tùy chỉnh được cho hai kênh để làm sao chúng ta căn chỉnh nghe cho vừa tai. Một ưu điểm nữa của chiếc âm ly này là cái phần lau nớt thì đưa ra cái giải chép và giải bát rất tốt khi chúng ta nghe nhỏ. Bây giờ em sẽ tăng mức âm lượng lên để anh em cùng thưởng thức cái bản phối ghép mà em ghép âm ly Marantz 1150 với loa JBL 4312 BMK2. Xin mời anh em cùng lắng nghe nhé. Tiếng đàn guitar rất bóc tách.
nghệ sĩ cất tiếng hát dấu che niềm đắm cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm. Nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về nguồn. Đêm ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tháng hương. Tiếng hát dấu che niềm đắng cay. Trên bờ môi kia vẫn thấp thoáng nỗi đau thương đây. Em từ đâu đến mang tiếng hát xa xăm bên cây đàn. Tôi một người đi qua phải dừng chân nghe khúc tình ca. Bài tình ca của em là dòng sông nước trong xanh. Bài tình ca của em lạc loài đi trên đất khách xa xôi. Một chiều nào ngồi đây nhớ nhung quê nhà khóc thầm. Nhớ cơn mưa chiều rì rào qua sông. Khi người nghệ sĩ cất tiếng hát hát lên từ trái tim, mà cả dòng sông bỗng phút chốc sẽ quay về ngàn vì sao soi lấp lánh nơi khung trời yêu thương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp tha hương. Riêng người nghệ sĩ vẫn còn đi trong kiếp